chào khán giả của Sống An Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, nắm trong tay những bí quyết dưỡng sinh ít ai biết tới, danh y Biển Thước, một danh y Trung Hoa nổi tiếng đã sống khỏe mạnh và thọ tới tuổi 97, trong khi tuổi thọ trung bình của người cổ đại chỉ dừng lại ở con số 30. Bụng chứa nhiều cơ quan nội tạng quan trọng, khi bụng cứng là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Đông y coi bụng mềm là tiêu chí khỏe mạnh và đây là bí quyết rất đáng để tham khảo. Và Sống An Lạc hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những kiến thức cơ bản nhất về vùng bụng và đặc biệt là bật mí tới quý khán giả một số bí quyết chăm sóc bụng cực kỳ đơn giản của y học Trung Hoa giúp chúng ta có thể sống thọ hơn 100 tuổi nhé. Vai trò của vùng bụng. Từ thời xa xưa, con người đã có câu nói vô cùng nổi tiếng rằng bụng mềm như bông, bách bệnh khai thông. Tức là bụng càng mềm thì mọi bệnh tật được đẩy lùi, cơ thể khỏe mạnh, tuổi đời trường thọ. Chúng ta đã nghe nói rằng mức độ mềm mại và độ cứng của bụng có liên quan đến sức khỏe của con người. Làm thế nào bạn có thể duy trì cho mình luôn có một cái bụng mềm? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của bụng trong cơ thể con người. Vùng bụng nằm ở giữa cơ thể con người, nơi có những cơ quan tiêu hóa quan trọng hàng đầu như dạ dày, ruột già, ruột non, gan và túi mật. Các loại thực phẩm sau khi chúng ta ăn đều phải được tiêu hóa và hấp thụ bởi các cơ quan này để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Khi các cơ quan tiêu hóa hoạt động đúng, dư lượng thức ăn trong ruột sẽ được thải ra trong thời gian nhất định. Khi đó, cảm giác sờ vào bụng sẽ mềm mại như bông. Ngược lại, nếu hệ tiêu hóa hoạt động không bình thường, nhu động ruột giảm, tích lũy phân lâu dài trong ruột sẽ tạo thành một vùng khô cứng, sờ lên bụng sẽ có cảm thấy rất là cứng, lồi lõm và đau. Nếu có một khối u đường ruột cản trở sự di chuyển của thức ăn và phân, cảm giác cứng khi sờ vào thành bụng càng rõ ràng hơn và khi đó chúng ta sẽ cảm thấy sự khó chịu như căng trướng bụng và đau bụng. Nhiều người già sẽ gặp khó khăn để làm bụng mềm như là bông, một phần là do sự gia tăng tuổi tác, nhu động ruột đã giảm xuống một mức độ nhất định. Mặt khác, do mức sống ngày càng nâng cao, thế nên người già cũng đã có nhiều thay đổi quan trọng trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như là ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc động vật trong khi giảm thức ăn sơ thô, rau củ quả, từ đó dẫn đến tiêu hóa chậm và dễ gây ra táo bón. Để phòng tránh tình trạng này, mỗi người nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày. Khuyến cáo các bạn ưu tiên bổ sung các chất xơ thô từ nguồn gốc thực vật như là củ quả, rau lá xanh, nấm và các loại rong biển. Ngoài ra, người già cần phát triển thói quen đi đại tiểu tiện tốt, nên đi đại tiện hàng ngày trong khoảng thời gian tốt nhất là buổi sáng sau khi thức dậy hoặc sau bữa ăn sáng. Một số cách massage bụng đơn giản để có thể giúp bạn, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, thúc đẩy được nhu động ruột được đánh giá là hiệu quả mà bạn nên thử tham khảo và áp dụng sớm. Có hai phương pháp dễ sử dụng được khuyên dùng sau đây. Thứ nhất, xoa nhẹ vùng bụng. Bạn có thể dùng các ngón tay khép lại hoặc cả lòng bàn tay, xoa nhẹ và đều tay lên vùng bụng với một lực vừa phải và đều đặn nhịp nhàng. Điểm đầu tiên bạn nên xoa là đặt tay lên rốn, sau đó dùng rốn làm tâm điểm, xoa hình vòng tròn lớn dần theo chiều kim đồng hồ, tức là từ phải qua trái, thực hiện nhịp nhàng như vậy cho đến khi cảm thấy bụng mềm và da bụng ấm lên. Có danh y từng khuyên là nên xoa trong khoảng 36 vòng trở lên. Cách thứ hai là ấn đẩy vùng bụng. Dùng lòng bàn tay hoặc là mu bàn tay đặt lên vùng cao nhất của bụng, sát với sườn, sau đó đẩy nhẹ tay từ từ xuống dưới, sát vành bụng cho đến khung xương chậu. Thực hiện liên tục những lần đẩy xuống như vậy như một làn sóng. Lưu ý là cách làm này thì không áp dụng cho những người mắc bệnh ngoài da, u bụng, nhiễm trùng hoặc là rối loạn chảy máu. Người có bệnh này không thích hợp thực hiện việc xoa bóp bụng. Ngoài ra, trong những trường hợp bình thường, các bạn nên cải thiện chế độ ăn uống, phát triển thói quen đi đại tiểu tiện tốt, kiên trì thói quen xoa bóp vùng bụng như trên có thể giúp vùng bụng của bạn, đặc biệt là tốt cho người cao tuổi trở nên mềm mại và tăng cường sức khỏe rất là tốt. Ưu điểm của việc xoa đẩy bụng rất phong phú, có thể giúp bạn dễ tiêu hóa thức ăn, dễ đi ngoài hơn, đồng thời giảm được mỡ bụng, phát hiện sớm các căn bệnh ở vùng bụng như khối u, táo bón, chướng bụng khó tiêu. Thưa quý vị và các bạn, bụng là nơi chứa rất là nhiều cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể con người. Cơ thể khỏe mạnh là khi bụng phải mềm, còn nếu như bụng cứng, căng tức là cơ thể bạn đang có dấu hiệu gặp rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Và như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, y học phương Đông coi bụng mềm là tiêu chí khỏe mạnh. Danh y Trung Hoa Biển Thước đã sống khỏe mạnh và thọ tới tuổi 97, trong khi tuổi thọ trung bình của con người cổ đại thì lại chỉ dừng lại ở con số 30. Vậy thì bí quyết của ông ta là gì? Và liệu là chúng ta có thể áp dụng những bí quyết của thời kim cổ ấy vào cuộc sống hiện đại ngày nay hay không? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé! Danh y Biển Thước tên thật là Tần Việt Nhân, là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, ông chính là người khai sinh ra phương pháp bắt mạch, là người đặt tiền đề quan trọng cho Đông y, do tiếng tăm và các điển tích thần kỳ. Về sau, Biển Thước cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được hậu thế xưng tụng Trung Quốc cổ đại tứ đại danh y. Tác phẩm của ông còn có Biển Thước nội kinh, Biển Thước ngoại kinh và nạn kinh. Trong đó, phương pháp xoa bụng chữa bệnh được coi là một trong những phương pháp chữa bệnh đặc hiệu nhưng vô cùng đơn giản mà danh y đã hướng dẫn. Theo Trung y, bụng là cung thành của lục phủ ngũ tạng, cũng là nơi phát nguồn của khí huyết âm dương. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong chữa bệnh, danh y Biển Thước cho rằng việc thường xuyên xoa bụng sẽ giúp thông tràng địch dạ, lưu thông khí huyết, tiêu trừ bệnh tật. Y học hiện đại cũng đã chứng minh xoa bụng có thể làm cho ruột, dạ dày và cơ thịt thành bụng thêm khỏe mạnh, đồng thời tăng cường tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột, thúc đẩy tuần hoàn máu, tốt cho hệ tiêu hóa, có lợi cho hệ thần kinh. Thực tiễn đã chỉ ra rằng xoa bụng là một trong những phương pháp dưỡng sinh đơn giản và hiệu quả nhất. Hành động này sẽ giúp tiêu trừ táo bón, loại bỏ các tổn thương dạ dày, giảm đầy hơi, chướng bụng, phòng ngừa cao huyết áp, viêm tuyến tiền liệt, bệnh mạch vành, bệnh tim thứ phát, bệnh phổi, tiểu đường, viêm thận. Bởi vậy, nếu như muốn học cổ nhân cách dưỡng sinh, trường thọ, chúng ta không thể nào bỏ qua phương pháp xoa bụng đặc biệt của thần y Biển Thước. Chúng ta có thể học hỏi được phương pháp để tăng cường sức khỏe đó như sau. Thứ nhất là tư thế. Nhiều người cho rằng việc đứng hay ngồi trong khi xoa bụng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu quả của liệu pháp dưỡng sinh này. Kỳ thực, xoa bụng đúng tư thế có thể mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với mong đợi. Danh y Biển Thước cho rằng xoa bụng trong lúc đứng thẳng không tốt bằng việc vừa ngồi vừa xoa bụng. Trong khi đó, tư thế ngồi xoa bụng lại không hiệu quả bằng việc nằm ngửa xoa bụng. Bởi vậy, xoa bụng khi nằm ngửa được danh y Biển Thước nhận định là tư thế chính xác nhất và đem lại hiệu quả dưỡng sinh tốt nhất. Về thời gian thì bụng là vị trí tập trung ngũ tạng và có nhiều kinh lạc, do đó khi cơ quan này ở vào tình trạng bất thường, no, đói, viêm ruột, đau bụng thì không nên tiến hành xoa bụng. Bên cạnh đó, trước khi tiến hành xoa bụng, bạn nên đi tiểu để vùng bụng được thoải mái. Tuyệt đối không tiến hành xoa trong những trường hợp bị viêm vùng bụng cấp tính, bụng có u ác tính, thủng ruột, thủng dạ dày. Khoảng thời gian vàng để tiến hành xoa bụng chính là 1 tiếng sau bữa ăn. Lúc này, dạ dày đã tiêu hóa hết phần lớn thức ăn. Những động tác massage sẽ không tăng áp lực cho dạ dày, đồng thời còn thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ cho quá trình hấp thu, đào thải. Do đó, xoa bụng vào lúc này đặc biệt có lợi cho ngũ tạng, bảo đảm thân thể khỏe mạnh, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Tiếp theo là động tác và hô hấp. Việc xoa bụng và hít vào thở ra đúng cách cũng rất quan trọng. Nếu không chú ý đến điều hiện này thì liệu pháp dưỡng sinh trên hoàn toàn có thể phản tác dụng. Trước khi thực hiện, chúng ta cần hít sâu 9 lần, sau đó đem tay phải đặt ở trên rốn, tay trái ấn lên mu bàn tay phải. Sau đó, lấy rốn làm trung tâm, tiến hành xoa ngược chiều kim đồng hồ từ trong ra ngoài liên tục 36 lần, như thế thì đổi tay. Những lợi ích bất ngờ đến từ việc xoa bụng. Mỗi ngày xoa bụng 2 lần sẽ có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe mà nhiều người lại chưa biết. Sau đây chúng ta có thể tìm hiểu một số tác dụng cụ thể mà phương pháp xoa bụng mang lại như sau. Thứ nhất, xoa bụng giúp trị đầy bụng. Trung y cho rằng xoa bụng có khả năng giúp điều tiết chức năng của kinh tỳ, kinh can, kinh thận, làm tản đàm tủy thấp ứ, tức là các yếu tố gây bệnh tích lũy trong cơ thể. Y học hiện đại cũng đã chứng minh đường tiêu hóa của con người có đại tràng ngang, đại tràng lên và đại tràng xuống. Do đó, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa, trị đầy bụng. Thứ hai, xoa bụng hỗ trợ điều trị táo bón. Thói quen nằm trên giường xoa bụng mỗi sáng có thể điều trị đáng kể căn bệnh táo bón kinh niên. Tuy nhiên, tác dụng của phương pháp trên cũng phụ thuộc vào thói quen bài tiện của mỗi người. Tốt nhất, bạn nên xoa bụng trước khi đi đại tiện khoảng 20 phút và có thể tiến hành xoa từ vài phút cho tới tối đa 15 phút. Ngoài ra, thói quen uống từ 400 đến 500ml nước ấm mỗi sáng thức dậy sẽ cung cấp đủ nước cho cơ thể, giúp nhuận tràng, dễ bài tiện. Bạn cũng nên duy trì thói quen đi vệ sinh đúng giờ để kết quả trị liệu táo bón được phát huy tối đa. Thứ ba là xoa bụng giúp phòng bệnh dạ dày. Được biết tới vai trò là cơ quan tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể, dạ dày có thể ví như trạm dầu sinh mạng của con người, bởi đây là nơi tiếp nhận hầu hết các chất dinh dưỡng để phục vụ cho quá trình tiêu hóa và hấp thu. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa cũng là trạm xả chất thải lớn nhất với chức năng bài trừ độc tố và các chất cặn bã. Nếu dạ dày hoặc hệ thống này xảy ra bất kỳ vấn đề nào, sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, việc xoa bụng mỗi ngày lại là phương pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh về dạ dày nói riêng và bệnh tiêu hóa nói chung. Đặc biệt, đối với những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày lâu năm, duy trì thói quen xoa bụng hàng ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, củng cố chức năng của cơ quan này. Cần lưu ý rằng, để giảm áp lực lên dạ dày, bạn nên tiến hành xoa bụng vào buổi tối khi mà không có nhu cầu ăn uống. Thứ tư, xoa bụng giúp cơ thể khôi phục sau khi vận động. Cơ bụng là phần cơ quan trọng nhất trong cơ thể. Hầu hết các động tác vận động đều cần đến sự cử động của vùng cơ này. Bởi vậy, sau khi vận động, bạn thường ở vào trạng thái thở dốc. Các cơ quan trong cơ thể đều hưng phấn. Bạn nên tranh thủ xoa bụng ngay lúc này để giảm bớt áp lực lên vùng cơ bụng. Thứ năm, xoa bụng làm tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ. Xoa bụng đều đặn cho trẻ nhỏ có tác dụng kiện tỳ, thúc đẩy tiêu hóa và giúp các bé hấp thụ tốt hơn những chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Phương pháp thực hiện cũng rất đơn giản, cha mẹ có thể dùng phần má bàn tay nhẹ nhàng massage lên ô bụng của bé, xoa vùng quanh rốn cho tới khi bụng hơi nóng lên là được. Bên cạnh đó, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân trên và xoa dọc theo đầu gối trở xuống cũng là một cách giúp trẻ em tăng cường thể lực. Mỗi sáng thức dậy, xoa cái bụng giúp bạn sống thọ hơn đến 100 tuổi. Điều này thì nghe có vẻ là hơi phi lý và khó tin đúng không ạ? Thế nhưng đây lại là một sự thật đã được những người danh tiếng trong ngành y học kiểm chứng và kết luận. Vậy nên mỗi ngày các bạn hãy cố gắng dành ra từ 5 đến 10 phút để chăm sóc vùng bụng của mình nhé. Một việc làm nhẹ nhàng, đơn giản thế nhưng lại có thể mang đến những công dụng còn hơn cả loại thuốc bổ hay là những thực phẩm chức năng đắt tiền, phải không nào? Đến đây thì Sống An Lạc ngày hôm nay cũng xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.